Ok, bán kết đơn giải vô địch tỉnh Thái Nguyên, Vũ Thiết gặp Khải Bùi. Hùng sẽ không bình luận trận này, Hùng sẽ bên sang bên kia bình luận trận đôi. Bởi vậy mà mọi người hãy cứ theo dõi nha. Khó không anh em ơi? Không sao, sao đằng sau kìa, đằng sau kìa. Đức Long đệ tử gặp học của đệ tử. Tôi còn học viên vừa thi đấu xong ạ, lên hết khán đài. Thiết đập của Gia Man thật. Điểm số 18-10 cho Vũ Thiết ở.
Phú Học đang rất long phèn với điểm số 14 rồi. Dã man là không biết thể lực của Phú Học như nào nữa. Vâng, ép cầu rất nhanh và tốc độ từ Vũ Thiết. Xong rồi à?